Xin kính chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyến sinh viên học cùng sinh viên E&E. Mình là Nguyễn Trần Cao Vĩnh Phúc, là sinh viên khoa 3 của trường đại học E&E. Và số sinh viên của mình là CV01HB02. Và hôm nay chúng ta sẽ đến từ khóa 8 thiết dây và từ khóa chung nội dung của môn phát triển thương hiệu cá nhân của ngày hôm nay của mình, và chính là về thương hiệu trong xã hội ngày nay của chúng ta đang phát triển ngày càng đi lên, mọi người đang cạnh tranh lẫn nhau, và cái thương hiệu đó là một yếu tố quan trọng của chúng ta có thể phát triển kinh doanh cũng như là khẳng định cái giá trị của chính sản phẩm, chính dòng sản phẩm của mình. Và cái thương hiệu đấy không chỉ là cái logo, cái nhãn hiệu mặt bên ngoài, nó là cách mà chúng ta đem lại những điều lợi ích chung, chúng ta muốn chia sẻ, chúng ta muốn truyền tải, truyền trao một thông điệp từ cái thương hiệu đấy của mình để mọi người có thể hiểu rõ cái giá trị của cái sự truyền trao đó, và nó có thể thúc đẩy được cái sự phát triển kinh doanh của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta thấy được cái thương hiệu nó có tầm vai trò quan trọng như thế nào trong việc chúng ta phát triển kinh doanh. Và chính thế chúng ta làm sao để biết cách được quản lý cũng như là duy trì phát triển doanh nghiệp của mình, là phải bắt đầu được cái phát triển thương hiệu của mình, làm marketing để khiến mọi người đó là tạo được lòng tin của mình, tạo được sự ấn tượng. Và đó là một gì mình muốn truyền đạt và muốn chia sẻ về từ khóa thương hiệu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem các video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.